Vôi nước rửa chén chai yếu, có thể là do các nguyên nhân như các kiện hoặc miếng rong nó đụng vào phía trong đó các bạn, nó bị tắc nghẽn cái quang điều tiết. Bây giờ mình tháo ra để sửa, nhưng trước khi tháo thì mình đậy cái nắp bồn lại để tránh những cái miếng rong hoặc là cái lưới tạo bọt nó rớt xuống. Nước chay rất yếu luôn nè các bạn. Đối với cái vôi rửa bát thì nó có rất là nhiều loại. Khi mà kiểm tra thì mình nên kiểm tra cái quang điều tiết. Nhưng mà bây giờ mình kiểm tra cái dây dẫn nước. Tại vì mình kiểm tra phía dưới này trước để các bạn xem ở phía dưới này nó như thế nào. Tại vì khi kiểm tra đường vôi dẫn nước này là mình kiểm tra lưu lượng nước nha các bạn. Những nước còn ở trong ống nó chảy ra ngoài. Rồi bây giờ mình mở cái dây ra. Ở trong này nó có cái rong nhựa nha các bạn. Tại vì khi mà bị rò rỉ nước thì những cái miếng rong này mình nên thay. Bây giờ mình kiểm tra lưu lượng nước khi đã nối cái dây dẫn nước vào. Chứng tỏ nước chảy rất là mạnh luôn nha các bạn. Dây này không có bị nghẹt, rất là tốt. Bây giờ mình kiểm tra phía trên, tại vì khi nước chảy yếu nó có nhiều nguyên nhân. Bây giờ mình tháo ra để mình kiểm tra. Kiểm tra thử có rong hay gì nữa, mắc ở phía trên đó nó nghẹn nó không ra nước nha các bạn. Khi mà tháo các đai ốc này ra thì mình tháo ra, nếu như nó khó thì mình lấy cọng dây thun mình quấn lại rồi mình mở ra. Khi mà cái vòi nước rửa chén nó chảy nước yếu cũng có thể là do nguyên nhân cái rong cao su nó giãn ra hoặc do nấm cao su nó biến dạng, do các mảnh vụn như rong nó đụng vào phía trong nó làm cho biến dạng đó các bạn. Bây giờ mình tháo ra để mình kiểm tra cái quang điều tiết nước. Quang điều tiết nước nó điều tiết lưu lượng cho nước chảy yếu trở lại. Khi mà quang điều tiết đưa nước lên cái vòi nước, rồi vòi nước có lưới tạo bọt làm cho nước chảy miệng đó các bạn, không có quăng ra phía bên ngoài. Khi mà nước chảy mạnh thì tung tí ra bên ngoài, nên thành ra mình phải kiểm tra từng bộ phận. Không ra nước các bạn, chúng ta tập mà không ra nước. Ra nước rồi này các bạn, chứng tỏ là nó bị tắc nghẽn, bị những cái mảnh vụn nó làm cho cái nấm cao su nó biến dạng đó các bạn. Khi mà trên cái vôi nó có một lưu lượng nước, rồi lưới tạo bột nó làm cho nước chảy yếu trở lại, nên nhận ra cái miếng mảnh vụn nó không bung ra ngoài được. Khi mà mình tháo cái vòi nước ra, khi mình nhận thì cái mảnh vụn nó dâng ra phía bên ngoài, đồng thời là miếng cao su giãn ra. Sau khi đã kiểm tra xong, bây giờ mình dừng trở lại. Mình nẹp cái miếng nẹp phía dưới cho nó dính cái quang vào cái bồn nước đó các bạn. Khi quang điều tiết nước dẫn nước lên vôi, rồi trên cái vôi có lưới tạo bột làm cho nước chảy mịn, khối bánh tung tí ra phía bên ngoài.
Khi mình dặn vào thì nên dặn vừa thôi nha các bạn, tại vì đối với cái quan nhựa, nếu như mình dặn mạnh quá thì nó sẽ bị gãy đó các bạn, nó bơ luôn cái miếng nhựa luôn. Khi mà cái quan điều tiết nước nó không ra thì mình ngâm nước rồi mình chà, mình rửa cho nó sạch thì nó ra nha các bạn. Bây giờ thì nước chảy mạnh trở lại rồi nè các bạn.